Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 30, trang 55, luyện từ và câu. Bài tập số 1, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi bằng gì? Như vậy chúng ta sẽ gạch dưới cái bộ phận cái câu trả lời cho câu hỏi bằng gì ở những câu dưới đây. Câu A, vôi uống nước bằng vòi. Như vậy bộ phận trả lời cho câu hỏi bằng gì ở đây đó là bằng vòi. Như vậy thì các em sẽ gạch dưới là bằng vòi. Các em sẽ gạch dưới bằng vòi. Rồi ở câu B, chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính. Như vậy thì chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng gì? Đó là bằng nan tre dán giấy bóng kính. Như vậy các em sẽ gạch dưới. Đây là cái bộ phận câu trả lời cho câu hỏi bằng gì. Rồi tiếp theo câu C, các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. Như vậy các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng gì? Bằng tài năng của mình. Vậy các em sẽ gạch dưới bằng tài năng của mình. Rồi tiếp theo bài tập số 2, trả lời câu hỏi sau. A, hàng ngày em viết bài bằng gì? Thì hàng ngày các em viết bài bằng gì? Thì các em sẽ trả lời là hàng ngày em viết bài bằng bút mực. Như vậy các em sẽ trả lời là hàng ngày em viết bài bằng bút mực. Rồi tiếp theo câu B, chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì? Thì chiếc bàn của em ngồi học, các em sẽ trả lời là chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ. Rồi, cá thở bằng gì? Như vậy, cá thở bằng gì? Cá thở bằng mang. Tức là, cái mang của con cá tức là ở gần phía mắt của con cá ở hai bên thì nó sẽ các em sẽ dùng tay các em sẽ vứt cái gần ở phía mắt lên thì các em sẽ thấy ở phía trong có cái màu đỏ đỏ ở phía trong đó là mang cá thì cá thở bằng mang. Rồi tiếp theo câu số 3, điền dấu câu thích hợp vào ô vuông. A, một người kêu lên cá heo. Như vậy các em sẽ điền dấu câu thích hợp vào đây, tức là các em có thể điền dấu hai chấm nè, rồi dấu phẩy hoặc là dấu chấm hoặc là dấu chấm than hoặc là dấu chấm hỏi. Như vậy ở đây các em thấy câu A, một người kêu lên cá heo, như vậy ở đây các em sẽ đặt đây là điền dấu hai chấm, tức là dấu hai chấm này dùng để liệt kê lời nói của một nhân vật. Ở đây là một người kêu lên, tức là nhân vật này kêu lên là cá heo. Rồi ở câu B, nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết
như là chanh, màn, giường, chiếu, son, nồi, ấm, chén, pha trà, vân vân. Như vậy ở đây các em sẽ đặt dấu, dấu hai chấm. Thì dấu hai chấm này nó có tác dụng đó là liệt kê. Liệt kê ở đây, liệt kê là những cái dụng cụ cho các cụ già ở nhà an dưỡng, đó là gồm chanh, màn, giường, chiếu, son, nồi, ấm, chén, pha trà, vân vân. Rồi, tiếp theo. Đông Nam Á gồm 11 nước là. Rồi, bắt đầu liệt kê như vậy. Ở đây các em thấy có Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore. Như vậy ở đây các em sẽ điền là dấu hai chấm, tức là dùng để liệt kê. Liệt kê ở đây là gì? Liệt kê là 11 nước, liệt kê ra 11 nước của Đông Nam Á, khu vực Đông Nam Á thì gồm 11 nước, đó là gồm các nước sẽ liệt kê ở phía sau đây. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.